Tiến Minh vừa đánh xong nên em Nguyễn Thái Hưng ơi vào muộn rồi. Trận của Tiến Minh trong cái live stream này luôn, thì live stream kết thúc thì anh em vào xem nha. Nãy là một pha bay người của Hải Đăng à. Cái cầu rất lắc và khó chịu. Rồi, rất cố gắng từ Hải Đăng nhưng đó là một pha chém cầu quá xuất sắc của Tiến Tuấn. Tuấn và Nguyễn Hải Đăng. Phía bên màn hình của chúng ta là vận động viên Nguyễn Tiến Tuấn đại diện cho đơn vị Hà Nội. Từ xa màn hình Nguyễn Đại Hải Đăng đại diện cho đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh và vẫn qua. Tỷ số đang là 3-0 cho Hải Đăng. Tay rất dẻo, cầu rất nhẹ nhàng, phong cách đống đánh cực kỳ giống với Kento Momota. Hải Đăng mà có quả đập nữa thì tuyệt vời. Chém cầu không chính xác thì Tiến Tuấn điểm 4-0. Chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Sport Home. Đây là trận đấu tứ kết 2 của giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc năm 2019. Phía gần màn hình chúng ta, vận động viên Nguyễn Hải Đăng đến từ đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Phía xa màn hình, vận động viên Nguyễn Tiến Tuấn đại diện cho đơn vị Hà Nội. Và đây cũng là hai tay vợt trẻ và tài năng nhất của cầu lông Việt Nam hiện nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay chứ không phải phát trực tiếp đâu. Vâng, đang quay. Lý Trận Hải đang đi anh. Đây, đang Lý Trận Hải đang luôn đây. Tuấn và Nguyễn Hải Đăng. Phía bên màn hình của chúng ta là vận viên Nguyễn Chiến Tuấn, đại diện với đơn vị Hà Nội. Phía xa màn hình Nguyễn Đại Hải Đăng, đại diện với đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vẫn qua. Điểm số đang là 3-0 cho Hải Đăng. Tay rất dẻo. Cầu rất nhẹ nhàng. Phong cách đống đánh cực kỳ giống với Kento Momota. Hải Đăng mà có quả đập nữa thì tuyệt vời. Chém cầu không chính xác thì Tiến Tuấn điểm 4-0. Trận đấu thứ hai điểm số 4-0. Còn trận đấu thứ nhất thì như Hải Đăng thắng khá sâu. Đặc điểm của Gabriel Hải Đăng là quá khó. Ngoài sân bụi vàng rồi, 6-0. Hello người chia sẻ fan cứng cộng 1 luôn, anh Nhã Trang Đặng. Ok, vừa lau camera xong anh em xem nét hơn chưa? 7S cũng Full HD đấy, không phải do camera đâu. Người đang xem wifi xem cái gì thì chọn chất lượng tốt nhất mà xem. Vẫn là qua cầu tự lỗi của Tiến Tuấn điểm 8-1. Nó đúng một phần. Ok, người chia sẻ Thuận Văn Nguyễn. Không xa đâu anh ơi, ngay gần mà. Em có zoom gì đâu. Đây là gần sân nhất rồi đấy, cách sân mới có khoảng 3 mét thôi. Kéo lưới. Kiểu thủ kéo lưới của Hải Đăng cũng giống Kento thật. Hay quá nhờ, ép cầu rất tốc độ nhưng ngoài sân mới rồi, nó thuyết phục được bản thân mình. Vẫn rất bền từ Hải Đăng. Điểm số 11-3, trận đấu thứ hai. 12-3. Vâng. Mọi người chia sẻ live stream bình luận ủng hộ bình luận viên Support Hùng nha. Tiến Tuấn có thể nói là tay vợt mạnh top 1, top 2 miền Bắc rồi đấy. Nó xanh như kìa. Trận Minh Phúc có vẻ căng. Trận Minh Phúc là Tiến Minh vừa đánh xong nên em Nguyễn Thái Hưng ơi vào muộn rồi. Trận của Tiến Minh trong cái live stream này luôn, thì live stream kết thúc thì anh em vào xem nhé. Nãy là một pha bay người của Hải Đăng à. Cái cầu rất lắc và khó chịu.
Rồi, rất cố gắng từ Hải Đăng nhưng đó một pha chém cầu quá xuất sắc của Tiến Tuấn. Cây 77 là 2.290.000 cả cước. Hello Hiếu Lê nha, em hôm qua rủ anh cũng không thể lên được nhiều điểm. Ngoài sân. Đôi nam thì vẫn là Tuấn Đức Hồng Nam anh ơi, vẫn chưa có sự thay đổi nào ở bảng xếp hạng cầu lông Việt Nam hết. Vẫn cứu được cầu rất hay từ Tiến Tuấn. Trong hay ngoài cờ trọng tài xác định cầu trong sân. Xem lại lịch đấu em bảo nhá. Lịch đấu em có rồi nhưng em còn chưa kịp xem. Rất đơn giản. Cúp đánh sắp kết thúc em rồi. Vận động viên áo đỏ bên kia, vận động viên An cây A Châu 99 ly trong quê em chưa cầm bao giờ anh ơi. Không biết đánh thế nào. Nhưng mà theo quan sát của hình như Hải Đăng với cả Tiến Minh đánh vật giống nhau. Vẫn thủ được. Cầu trong sân. Ra cái chưa kết quả rồi. Mà xem là các vận động viên họ thể hiện thế nào đây. Thủ cầu ngoài sân, trận này quay trận đấy cho anh em xem nha. Bình tĩnh quá nhờ. Trận đấu kết thúc 21-10 cho Nguyễn Hải Đăng. Còn vậy là đại diện đầu tiên vào trận bán kết, vòng bán kết đó là Nguyễn Tiến Minh. Đại diện thứ hai là Nguyễn Hải Đăng.